Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Buổi trưa, đại môn hoàng cung mở rộng, buổi lâm chiều vừa tan. Các quan viên top 5, top 3 chậm rãi thong thả đi ra hướng cửa Tây Cung. Sau đó đều leo lên xe ngựa hay quyệu quan, cũng có quan viên trực tiếp đi bộ hướng nha môn của mình đi đến. Các quan vừa đi vừa đàm luận, thương lượng buổi tối tàn việc, hẹn nhau đến sông Tận Hoài, lên thuyền hoa, kêu lên vài hồng bài cô nương, hào hào thả lỏng một chút. Đây là một ngày bình thường, bên ngoài không chiến sự, bên trong không dân loạn. Lâm Triều chính là xử lý một ít việc nội chính. Hôm nay, Hoàng đế già nua, Thái tử Giám Quốc, hai vị chủ nhân già trẻ của Hoa Triều ngồi chung đại điện, chính sự phức tạp rất nhanh, liền xử lý hoàn tất. Các quan tụ tập ngay cửa Tây Cung, đang chắp tay chào từ biệt nhau. Một chiếc xe ngựa xa hoa phóng đến nhanh như điện chớp. Xe ngựa thuộc lại ngựa bốn hai bánh kéo càng là làm bằng vàng lại còn khảm hoa văn bên ngoài điêu khắc vài con phượng hoàng vàng kim đang vỗ cánh muốn bay các quan to ánh mắt sắc bén cỡ nào vừa nhìn thấy xe ngựa xa hoa đến trực điểm lập tức điện biết chủ nhân của chiếc xe ngựa có thân phận không tầm thường hoa triều đẳng cấp xâm nghiêm ăn mặc ở đi lại đều có quy định nghiêm ngặt không thể vượt quá phạm vi của quy định bằng không đó là du chế. Đó là tội danh rất nghiêm trọng, đạt đến mức sẽ mất đầu. Dám dùng xe bốn ngựa kéo, đó là tôn quý cỡ nào, dù mang tức vị tới quốc công cũng không có tư cách. Có cựu thần tầm mắt thoáng nhìn qua xe ngựa, bỗng nhiên cả kinh. Gì, đó không phải xe ngựa của Trường Bình công chúa Điện Hạ hay sao? Đây là lúc công chúa xuất giá, bệ hạ tự mình ban cho nàng, Công chúa điện hạ đàm sao vậy? Dường như có công việc gấp gáp muốn vào cung. Trong nháy mắt, xe ngựa đã chạy tới cửa Tây cung, không hề giảm tốc chút nào. Chúng quan viên đều bị tạt ra hai bên tránh né. Có một quan viên không kịp tránh né bị xe hung hăng quẹt phải một chút, nhất thời kêu lên thảm thiết. Bên trong xe, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Trường Bình Công chúa trách mắng mau tránh ra hết cho bổn cung, đừng ngăn cản đường đi của bổn cung. Trong thanh âm ẩn hàm vài phần lo lắng. Chúng quan viên chào thua, xe ngựa đại nhanh chóng phóng vào vào trong cung. Tổng cung của Hoàng thượng Hoàng thượng vừa tàn chiều, đang có vài phần uể bài ngồi dựa vào trên ghế dài, tùy ý cho Lý Quý Phi nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng cho hắn. Lý Quý Phi hơn 40, tuy nói đã trung niên nhưng sau khi sinh được Phúc Vương và Trường Bình, vẻ thùy mị vẫn không hề sút giảm ngày xưa. Chỉ một nụ cười, vẻ tươi đẹp bắn ra bốn phía. Hơn nữa tính cách của bà dịu dàng cũng không hề tranh thủ tình cảm. Thái độ làm người điệu thấp, ở trong hậu cung là người có nhân duyên tốt nhất, rất được hoàng thượng yêu thích. Hải Phi, xem ra chấm thực sự đã giả rồi. Trước đây lầm chiều, chấm ngồi trên đó cả ngày cũng hồn nhiên vô sự. Bây giờ, chỉ ngồi vài canh giờ, toàn thân cứ đau không ngớt, không chịu già cũng không được. Chẳng biết chấm còn bao ngày để sống. Hoàng thượng thở dài nói, giọng nói mang theo cảm giác thổn thức. Hoàng thượng, đừng nói như vậy điểm xấu, ngài còn đang tuổi tráng niên, mật nhi vừa thành thông thông bao lâu, ngài cần phải đợi ấm cháu ngoại chứ. Thành âm Lý Quý Phi lộ ra ôn nhu như nước, có một tổ phong tình hàm xúc của nữ tử uyển chuyển giang nam. Hoàng thượng nghe vậy con mắt híp lại, cười nói. Chấm thực sự muốn nhìn, con của phương tranh và mật nhi sinh ra ai giống ai hơn. Giống mật nhi chúng ta là hoàn hảo, nếu dáng dấp dấm la lấm lép giống phương tranh, vậy thực sự là đại không ổn. Lý Quý Phi nhẹ nhàng nhéo hoàng thượng, sẵn giọng nói. Ngài nói gì vậy? Đó là phu quân của mật nhi. Đối với hoàng thượng ngài rất trung thành và tận tâm, đối với thần thiếp cũng thật thiếu thuận, thường xuyên tặng quà cho thần thiếp, mở miệng nói chuyện thực sự khiến người ta yêu thích, sao ngài có thể nói hắn như vậy? Vị nhạc mẫu Lý Quý phi này có ấn tượng tốt đối với Phương Tranh, vẫn là không tệ lắm. Cho nên lúc nào cũng giữ gìn hắn. Đương nhiên, đây cũng là vì Phương Tranh cứ hai ba ngày là vào cung thỉnh an, lại vỗ mông ngựa cho nhạc mẫu một trận. Hoàng thượng cho quyền phương tranh tùy thời vào cung tham cơ tấu mật. Phương tranh đều dùng để lấy lòng nhạc mẫu nương nương tới cùng. Hoàng thượng cười ha hả, đang định mở lời. Thấy ngoài cửa cung điện hiện lên lục quang. Trường Bình mặc trường bào màu lục nhạt, không gõ cửa, liền vội vàng xông vào. Vào cửa vội vàng hành lễ với phụ hoàng, mẫu phi. Sau đó liền quan sát tìm kiếm khắp mọi nơi, thần sắc có chút lo lắng hoàng thượng thấy trường bình tiến đến không khỏi sùng nịnh hỏi hai mặt nhi hai tử này gả cho người ta rồi còn hấp tấp là cấp táo như vậy rốt cục làm sao thế trường bình thu hồi ánh mắt tìm kiếm vội la lên phụ hoàng tối qua phu quân con cả đêm không về nhà có phải hắn lưu lại ở tầm cung không hoàng thượng hờn giận nói nói bậy phương tranh là ngoại thần sao có thể trụ cung tối qua chấm chịu hắn vào cung thương nghị sự tình đại khái khoảng nửa đêm hắn đã rời cung lý quý phi thấy thần sắc lo lắng của trường bình không khỏi quan tâm nói mật nhi phương tranh cả đêm không về nhà sao hắn có nhờ ai chuyển lời về không trường bình thần sắc buồn bã lắc đầu lập tức lại giận dỗi trừng mắt nhìn hoàng thượng phụ hoàng có phải hắn đắc tội ngài ngài trừng phạt hắn rồi sao hoàng thượng nghe vậy giờ khóc giờ cười Hảo Hảo tự nhiên chậm nhốt hắn làm chi. Tối qua lúc nửa đêm, hắn đi ra cung. Không tin như hay hỏi tướng lĩnh cấm quân trực tối qua đi. Vậy hắn đi đâu? Yên nhiên đã dọn vào trong phủ, hắn cũng không có khả năng đi ra ngoài ngủ đêm. Chẳng lẽ hắn chạy tới chỗ phượng tỷ? Đôi mắt to linh động của Trường Bình vừa chuyển, lập tức đôi mắt đẹp hiện lên vài phần giận dữ. Tên hỗn đản vô lương tâm, người ta lo lắng cho hắn một đêm không ngủ, hắn được lại chạy ra dụ dỗ câu kết làm bệnh trong nhà nhiều thê thiếp như vậy hắn còn muốn kết hôn thêm bao nhiêu mới bằng lòng dừng tay oán hận dậm chân trường bình cũng không chào hỏi giống như một trận gió chạy ra cung hoàng thượng và lý quý phi nhìn nhau cười khổ hai tử này làm việc luôn hấp tấp không biết nàng làm sao ở chung với phương tranh mang theo một đám nữ hầu vệ trường bình tìm tới ngọc như trai bởi vì ngọc như trai là sản nghiệp của phu quân trường bình không dám lỗ mãng trong tiệm chỉ kéo phượng tỷ vào trong hậu viện sau một phen ép hỏi phượng tỷ gấp đến độ rơi nước mắt trường bình bỗng nhiên cảm thấy thân thể có chút rét run phượng tỷ luôn mãi thề thốt đã mấy ngày không có gặp qua phương tranh lại hỏi trường bình rốt tục lập phương tranh làm sao trong thần sắc phượng tỷ toát ra sự lo lắng cùng thâm tình tuyệt không có vẻ giả dối. Trường Bình ngồi ngay trên ghế đá trong hậu viện, đối với hàng loạt câu hỏi như pháo nổ của Phượng Tỷ cũng không để ý. Cho tới bây giờ, Trường Bình mới phát giác sự tình có chút không đúng. Một, từ trong cung không về nhà, cũng không tới chỗ Phượng Tỷ. Tên hỗn đản này đã đi đâu? Có chỗ nào đáng giá cho hắn ở lại quên về? Trường Bình cắn răng, phân phó nữ thống lĩnh hậu vệ nói. Người đem mọi người triệu tập từng nhóm phân đội lục soát thanh đâu, kỹ quán trong thành. Còn có thuyền hoa trên sông Tần Hoài, một nhà cũng không bỏ qua. Ai dám ngăn cản, cứ hung hăng đánh cho lão nương. Trường Bình biết phương tranh có thói quen tốt, đó chính là chưa bao giờ đi vào sòng bạc kinh thành, nên nàng không nhắc tới. Nữ thống lĩnh hậu vệ cũng có chút nóng nảy, Phò mã đối với nhóm thị vệ các nàng cũng không tệ. Tuy nói thường ngày luôn sắc sắc mị mị dòng ngó thân thể các nàng. Đặc biệt là thích nhìn trăm trăm bộ ngực và chân bọn họ. Dù là nước bọt cũng chảy ra như không hay biết. Khi các nàng phát hiện, tên kia cũng không hề đỏ mặt, dường như không có việc gì, lại đảo mắt, sau đó tiếp tục nhìn nữ hầu vệ khác. Nhưng ngoại trừ mau bệnh háo sắc này, hắn rất chiếu cố đối với các nàng. Trường Bình xuất giá thì các nữ thị vệ cũng vào trong phương phủ. Vô luận ăn, mặc, ở, đi lại, phò mã đều tận lực an bài tốt nhất cho các nàng. Hơn nữa còn dùng danh nghĩa phương phủ phát lương tháng cho các nàng. Nói chuyện với các nàng cũng thật khách khách, khí khí. Hiện tại nghe giọng nói của Trường Bình có vẻ không đúng. Nghĩ là phương tranh đi thuyền lâu lưu đuyến quên đường về. Nữ thống đĩnh cũng vừa vội vừa tức, một cỗ tự tình khó hiểu đầy dẫy dâng lên trong lòng. Lập tức, mọi người nhanh chóng phân phó công việc, sau đó liền xuất phát đi tìm người. Trường Bình hung hăng dậm chân. Nếu để lão đương phát hiện nơi ngủ ở trong lòng cô nương thanh lâu không biết xấu hổ nào, người nhất định phải chết, xem lão nương có bóp chết người hay không. Giang Ngọc cắn chặt, Trường Bình lắc đầu, hấp tấp rời khỏi Ngọc Như Trai, Phượng Tỷ nóng này cũng không kịp nhắn với người làm trong tiệm, cũng chạy theo Trường Bình ra cửa. Ta đi tìm Phu Quân, ngươi theo làm chi? Trường Bình trừng mắt nhìn Phượng Tỷ, mất hứng nói. Phượng Tỷ ra vẻ tùy ý vớt mái tóc hơi rối, nhàn nhạt, nhạt. Ta cũng tìm Phu Quân ta. Ngươi, sao ngươi không thấy xấu hổ vậy? Câu dẫn Phu Quân của ta, còn lẽ thẳng khí hung, đã đến nước này còn muốn dây dưa với hắn. Ta, ta muốn giết ngươi. Trong lòng trưởng bình vốn đang sốt ruột, Phượng Tỷ lại bày ra tư thế muốn tranh phu quân với nàng. Nhất thời, tức giận đến nói lắp bắp. Phượng Tỷ nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, bàn tay vuốt tóc chợt run lên nhẹ nhẹ. Rốt cục, Phương Tỷ dùng sức cắn cắn môi dưới, buồn bã cười. cười. Không sai, là ta không biết xấu hổ. Ta là một quả phụ không tuân thủ nữ tắc, câu dẫn chồng người ta. Tội ác tày trời, bêu phố, ngâm đồng heo cũng đáng kiếp sau đó phương tỷ lại chuyển giọng nói bỗng nhiên trở nên ngang nhiên thế nhưng quả phụ như ta lại yêu hắn vì hắn ta không cần danh tiết nguyện ý bị người chỉ trỏ cả đời chỉ cần trong lòng hắn có ta cho dù ta chỉ chiếm được một vị trí nhỏ như cây đinh ta đều có thể thản nhiên đối mặt với ánh mắt hèn mọn của thế nhân cả đời sống thật khoái khoái lạc lạc trước đây ta vẫn tính ngươi cho ngươi tùy ý mặt lạnh đối xử tùy ý nói trào phúng cũng không phải ta sợ hãi thân phận công chúa của ngươi mà bởi vì ngươi là chính thê của hắn. Ở trong mắt ta, ngươi là phương chu thị, ngươi là chính thất, là vợ cả, là ý trung nhân của hắn. Ta vì thương hắn mà kính ngươi, nhưng ngươi đừng mơ tưởng lấy danh vị công chúa mà ngăn cản ta thích hắn. Ta, thôi phượng đương, một không cần danh phận, hai không cầu phú quý, ta chưa hề dám nghĩ tiến vào phương gia. Ta cần đơn giản là một chút tình ý của nam nhân này đối với ta. Cùng là nữ tử, ngươi hà tất đau khổ tương bức. Lẽ nào một người quả phụ muốn theo đuổi truy cầu chính hạnh phúc của mình thì đáng chết sao? Sắc mặt Phượng Tỷ kích động mà trở nên ửng hồng. Đôi mắt không chớp nhìn chăm chăm Trường Bình, trong mắt lóa ra thần sắc dù chết cũng không khuất phục. Trường Bình ngây ra nhìn Phượng Tỷ, một lát rốt cục bất đắc dĩ dậm chân, xoay người điền đi, trong miệng hừ nói. <laughs> người muốn đi thì đi, ta lời quản đến, đến lúc đó gà bay chó sủa, người cũng đừng bị làm sợ. Phương Tỷ nhàn nhạt, cười, không nói một câu, không nhanh không chậm đi theo phía sau Trường Bình. Một ngày này, thành lâu kỹ quán trong kinh thành để bị tra xét đến một lần. Mấy trăm nữ hậu vệ chia làm hơn 10 đội, đối với các thành lâu kỹ viện cùng thuyền hoa trong kinh thành đều triển khai đục soát. Trong lúc nhất thời, thanh lâu trong kinh thành quả nhiên đúng như lời Trường Bình, gà bay, chó sủa, người ngã ngựa đổ, tú bà khóc than, chén đĩa bay đung tung. Còn đó những đả thủ mù mắt của Thanh Lâu nghĩ muốn tiến lên ngăn cản, vừa lúc chọc phải những nữ hậu vệ đang nổi nóng. Vì vậy lập tức Hoàng Cung chế tạo thêm vài tên thái giám. Trưởng quỹ của các Thanh Lâu liền yên tĩnh, bật đặc dĩ tùy ý cho các nữ hậu vệ từng bước, từng bước đá văng cửa phòng, triệt để lục soát thành tung của phương tranh. Lần này thật náo nhiệt, khách làng chơi đang muốn ôm các cô nương ngủ ngon có bao giờ nhìn thấy tình cảnh này phát sinh. Thấy nữ hậu vệ vừa tiến đến, sợ đến hồn bất phụ thể. Có mắng chửi, thanh lâu thuyền hoa giữa ban ngày so với buổi tối càng thêm náo nhiệt. Đương nhiên, phát sinh chuyện lớn như vậy tự nhiên không thể thiếu thành vệ quân của Kim Lăng phủ nhà dịch. Sau khi nhận được trưởng quỹ các thanh lâu báo cáo, bọn họ liền nhựa không dừng vó chạy thẳng tới hiện trường nhưng khi nhìn thấy xúc phạm vô lễ lục soát thanh lâu đều là nữ tử hơn nữa toàn bộ nhất thống cùng một loại phục sức thị vệ những tên nha dịch trà trộn kinh thành khắp phố lớn nõ nhỏ, nhỏ liền rào hoạt nhận ra rằng thanh lâu khẳng định trêu chọc vào một đại nhân vật tôn quý loại chuyện này bọn họ làm sao dám ngăn cản vì vậy thành vệ quân của bọn họ và nha dịch trong nháy mắt nhìn nhau sau đó không chút tiếng động rời khỏi đoàn người đang xem náo nhiệt cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe được, lập tức rời đi. Tình huống báo cáo của các nữ hậu vệ làm cho kẻ khác thất vọng. Thanh lâu toàn thành trên cơ bản đều đã tìm xong, vẫn không thấy thân ảnh của Phương Tranh. Trường Bình rốt cục gấp đến độ khóc tên. Hắn thích nhất là chạy tới chỗ có nhiều nữ nhân, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy hắn. Đây thật đúng là đại sự không ổn lau nước mắt trường bình không nói một lời chạy hướng hoàng cung đại nội thị vệ cũng cắn răng đuổi theo trường bình hoàng thượng và lý quý phi vẫn còn trong tầm cung khi thấy nữ nhi khóc sướt mướt chạy tới thông báo vẫn không tìm được phương tranh thì hoàng thượng và lý quý phi thất thần thất tung thế nào khả năng hoàng thượng không dám tin nói một người sống sờ sờ hắn có thể đi đâu luôn luôn phải có dấu vết để tìm ra chứ có thể do lưu luyến thanh đâu mà quên về nhà không? Người biết tính hắn vốn háo sắc từ trước tới nay. Trường Bình lau nước mắt khóc thút thít nói. Không có, ta đã phái người tìm hết thanh đâu trong kinh thành, không có tung tích của hắn. Hoàng thượng trải qua nhiều sóng gió, rốt cục nhận ra sự tình không tầm thường. Tuyên ôn xâm, phùng kiều đao, hàn đại trạch yết tiến. Nhanh! Gương mặt hoàng thượng chợt trầm xuống, lạnh lùng nói. Rất nhanh, có ba người điền vào cung xuất hiện trước mắt hoàng thượng. Con rể của trẫm, thủ trưởng của ôn sâm, bằng hữu của cứu đao đã thất tung suốt ngày hôm nay. Việc này các người biết hay không? Không chờ ba người hành đễ, hoàng thượng điền hỏi. Cái gì? Ba người đồng loạt ngẩng đầu, cả kinh, không gì sánh được. Quay đầu vừa thấy dáng dấp khóc sướt mướt của trường mình. Lúc này mới dám tin tưởng phương tranh thực sự mất tích thần sắc ba người đều bắt đầu lo lắng ôn sâm phương tranh là thủ trưởng của ngươi thủ trưởng mất tích thuộc hạ như ngươi sau không chút tin tức ngươi phải bị tội gì hoàng thượng vỗ án thư giận dữ nói sắc mặt ôn sâm trắng bệch lau mồ hôi lạnh nhễ nhại nghe vậy sợ đến hai chân mềm nhũn quỳ lại nói vị thần biết tôi trên mặt hoàng thượng hiện ra vẻ nôn nóng phương tranh là con rể của hắn không nói trong bố cục mới hắn bày ra trong triều phương tranh có vai diễn hết sức quan trọng nếu tìm không thấy phương tranh vậy việc chế hành thái tử trong triều liền mất đi hiệu lực chỉ có thể tìm một người khác thay thế vào địa vị của hắn thế nhưng kinh thành vừa trải qua phan nghịch phản loạn trong cả triều văn võ có ai đáng tin tưởng như phương tranh tìm không tiếc tất cả trả giá nhất định phải tìm ra phương tranh hoàng thượng cắn răng nhìn biểu tình thương tâm gần chết của Trường Bình lại bổ sung. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ba người vội vàng quỳ xuống nghe lệnh. Truyền khẩu dụ của chấm, phong bế bốn cửa thành. Hàn Đại Trạch điều động 5.000 long tương quân vào thành, hiệp trợ Kim Lăng phủ doán sưu tùm toàn thành. Ôn sâm xuất động toàn bộ ảnh tử, lập tức thâm nhập điều tra các nơi hạ lạc của phương tranh. Long vũ quân phùng cứu đao tìm tòi ngoài thành, trong phạm vi trăm dặm đều lục soát các người nghe rõ rồi chứ, chấm nhất định phải nhìn thấy phương tranh xuất hiện trước mắt, bật luận sống chết. Ba người vội vàng bái đế xin cáo đuôi, vội đi an bài. Trường Bình nắm chặt tay Hoàng thượng, giống như nắm một cây dơm giặc cứu mạng, nước mắt lưu đầy hai gò má của nàng. Thanh Thê nói, Phụ Hoàng, hắn không có việc gì đâu, đúng không? Hoàng thượng yêu thương vỗ đầu Trường Bình miễn cưỡng cười nói, Hắn đương nhiên không có việc gì, tiểu tử này âm hiểm giả dối lanh lợi khó nắm, bất luận chạy trốn bảo mệnh hay hắn nhận tiền hạng đệ nhất ai có thể làm được hắn trường bình nghe vậy nở nụ cười thoải mái lẩm bẩm đúng rồi tên hỗn đản này từ trước đến nay rất sợ chết nếu có nguy hiểm chạy trốn so với thỏ còn nhanh hơn người khác nếu muốn hại hắn thật đúng không dễ dàng bỗng nhiên dường như nhớ tới việc gì trường bình xoa xoa nước mắt nói Công công bà bà còn chưa biết việc này, ta phải nhanh trở về, không để cho nhị lão lo lắng mới được. Hay là, hay là ta về nhà, hắn đã ở trong nhà, ôm tiểu lục mà chiếm tiện nhi. <laughs> Tên hỗn đản, vô sỉ này. Trường Bình nói xong điền quay đầu đi, đầy cõi lòng hy vọng Phương Tranh đã về nhà, vội vàng chạy đi Phương Phủ. Hoàng thượng cau mày, con mắt nhìn chăm chăm bóng lưng tiêu thất của Trường Bình, là trong mắt hiện lên vài phần tàn khốc là ai? Là ai đang phá hư chiêu cục do chấm khổ tâm bố trí? Tin tức Hoàng thượng xuất động quân đội tìm kiếm phương tranh rất nhanh điền truyền khắp kinh thành. Các đại thần ngồi trong nhà hoảng loạn. Trải qua phan nghịch phản loạn, đám thần tử sớm đã bị thủ đoạn thiết huyết của Hoàng thượng làm cho kinh hoàng. Hôm nay, phương tranh lại mất tích. Thực sự là một sóng vừa bình, sóng khác lại tới. Triều đình lại rơi vào một hồi hỗn loạn mới thiên tử tức giận, máu chảy thành sông. Không cần nghĩ ai cũng đều biết, sự mất tích của phương tranh khẳng định liên hệ tới bố cục thế lực mới trong triều đình. Với địa vị hết sức quan trọng của phương tranh trong triều đình hiện nay, nếu không tìm được hắn, có lẽ tìm được chỉ là thi thể của hắn, có thể tưởng tượng hoàng thượng sẽ nổi giận làm cho bao nhiêu người trôn cùng. Kinh thành Tại buổi chiều vốn đang yên lặng, rốt cục lần thứ hai sôi trào lên. Lúc chạm vạng, rốt cục ôn sâm thần sắc kinh hoàng, thất tha thất thẻo chạy vào hoàng cung, hướng hoàng thượng báo một tin tức phi thường bất hạnh. Thuộc hạ anh tử tại vùng ngoại ô phía bờ đông của sông Tần Hoài tìm được một thi thể nam nhân. Thi thể đã bị đao kiếm chém nát hoàn toàn thay đổi. Trải qua cấm quân trực đêm hôm đó xác nhận, thi thể đó mặc quần áo chính là phương tranh đã mặc khi ra khỏi cung đêm đó. Hơn nữa xem hình thể và chiều cao cụ thể thì cực kỳ giống phương tranh. Đã chết! Đã chết! Hoàng thượng như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt ngồi phịch trên ghế. Ôn Sâm đè nén bi vẫn, thấp giọng nói. Thi thể bên ngoài cửa tây cung, hoàng thượng nếu muốn nhận rõ một chút, vi thần điền gọi người mang đến. Mang đến, mang đến, tiến đến, chấm, chậm muốn tự mắt nhìn thấy. Hoàng thượng hai mắt vô thần, trống giống nghìn trăm trăm phía trước, trong đại não hoàn toàn mờ mịt. Ôn sâm cung kính tuần lệnh. Hoàng thượng ngồi trên ghế, trong tai chỉ truyền đến một mảnh u u. Phương tranh đã chết, điều này sao có thể? Hắn, thế nào lại chết? Hắn trải qua thích khách ám sát, giữa thiên quân vạn mã xông ra ngoài thành. Tiểu tử này đều sống được hào hảo, vì sao lần này hắn không tránh thoát. Bệ, hạ, trường bình công chúa Điện Hạ chẳng biết vì sao cưỡi khoái mã sông vào Hoàng Cung, một đường khóc khô thẳng đến tầm cung. Một gã tiểu thái giám vội vàng rối loạn bẩm báo. Mật nhi, mật nhi của trẫm Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 66 của bộ truyền trọng sinh phong lưu thiếu gia. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.